quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.